ở nơi này con cháu nhỏ lẻ xong tan xong tình thương bà một lần sau cuối đôi nhà tu sẽ không còn gặp nữa bà đã ra đi mãi mãi xa gia đình. Con nói cảm tạ dạ. Dạ, chị ơi, chị. Con có nói hết giờ con làm phụng lửa không? Trong mấy ngày qua gia đình chú Quốc thật là đáng buồn. Cô chú bác phụ bác mẹ đã mất tiếp một người mẹ. Anh chị chú Quốc đã mất tiếp một người bà. Và họ hàng đã mất tiếp một người thân. Xin thưa bà cũng có bác con đổi đau lên đầu hơn khi các con bất đi tình yêu thương của mẹ. Con đổi xót xa đầu hơn khi người thân có tiếp xúc thân tử bị sát với cái người như vậy. Chắc thật mấy ngày qua ta thấy có nhiều điều thiếu sót. Thì giờ đấy là những chiếc phúc sót cùng với đứa tỷ bà con tự nhiên như lòng đất tăng. Trong chức vụ áo văn của bà, con sẽ đến từ thay mặt với gia đình. Xin chân thành cảm ơn các bác chính quyền địa phương sở tại. Xin chân thành cảm ơn tình nghĩa thân gia. Xin cảm ơn quý bà con cô bác lối sớm gần xa. Suốt mấy ngày qua đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây tập 32 cây bồ giúp đỡ gia đình chúng con. Tất nhiên có điều khi xa xôi kính mong ông bà cô bác nhìn tình sáng từ lối bỏ qua nhau. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cơ sở mai táng Tân An, quý sư thầy, quý tăng ni, quý Phật tử cùng toàn thể anh em chúng con nhận lễ đợi kiện tay đợi ân công. Xin tạo hết mọi điều kiện cho buổi tăng lễ của bà con thêm phần long trọng. Trong tâm tinh tịnh đó, kỷ cử đó, gia đình chúng con có biết nói gì hơn khi đặt tạ thăm mắt. Bà con của ba tươi gì giờ đây, gia đình con xin thành tâm gửi đến bà con của ba quá hai đời. Đến giờ đặng lễ đặng quan, cháu xin thành nguyện trước hương linh của bà, xin nguyện cho hồn bà sớm giảng sanh tới miền của Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
không đi hồi xe này có ai phụ không ấy chuyện vậy có người cũng người thanh niên phụ người khác khác. Thank you.
Yeah.